hai thiên hà cổ đại được phát hiện. Kính viễn vọng James Webb đã có một khám phá mới và độc đáo. Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra hai thiên hà mới, được cho là xa nhất và lâu đời nhất được phát hiện. Một trong số chúng được hình thành 350 triệu năm sau vụ nổ lớn và 450 triệu năm sau vụ nổ lớn, theo cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Những quan sát này chỉ khiến đầu óc tôi quay cuồng. Đây là một chương hoàn toàn mới trong thiên văn học. Nó giống như một cuộc khai quật khảo cổ khi bạn đột nhiên tìm thấy một thành phố đã mất hoặc thứ gì đó mà bạn không biết. Paola Santini, phát ngôn viên của nhóm nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố. Nếu dữ liệu được xác nhận, thì cụm sao mà James Webb chụp gần đây sẽ vượt qua thiên hà xa nhất, được hình thành 400 triệu năm sau khi vũ trụ được tạo ra. Nó được kính viễn vọng Hubble phát hiện vào năm 2016. Bây giờ, James Webb sẽ quan sát các thiên hà trong vùng hồng ngoại một thời gian để xác nhận dữ liệu của người giữ kỷ lục mới.